Sáng 8 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan. Dựa trên diễn biến mới của cơ quan điều tra được căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trần Thị Bình Minh, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Minh đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao phê duyệt điều chỉnh dự án, dự toán dự án 12 phòng thí nghiệm trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Trước đó, liên quan tới vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch AIC, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, cùng tội danh 8 bị can khác cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sáng 8 tháng 7 tại số nhà 12 ngõ Thủ Quang, phường Thủ Quang, quận Đống Đa xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an thành phố tập trung chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, đồng thời chỉ đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần người dân trong khu vực. Theo đó, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 5 của ngôi nhà, sau đó cháy lan xuống tầng 2, khiến 3 trẻ em mắc kẹt trong nhà bị tử vong. Rạng sáng 8 tháng 7 trên quốc lộ 20 khu vực xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Theo đó, khoảng 3 giờ 50 phút ngày 8 tháng 7, xe ô tô biển kiểm soát 93A04591 do ông Trần Văn Quân, 42 tuổi, ở Phước Long, Bình Phước điều khiển, chở theo 6 người chạy hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, bất ngờ tông trực diện vào xe tải mang biển kiểm soát 50H00296 do ông Lê Như Anh, 28 tuổi, ở Phù Cát, Bình Định điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người trên xe ô tô du lịch tử vong, gồm bà H sinh năm 1954, bà HT sinh năm 1967 và bà TT sinh năm 1970, cùng ngụ Bình Phước. Chiếc xe cũng bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Vụ tai nạn còn khiến 4 người khác bị thương. Tại hiện trường, bước đầu ghi nhận xe ô tô du lịch đi không đúng phần đường, lao sang làn đối diện gây tai nạn. Ngày 7 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng đề án quy hoạch cảng hàng không Lý Sơn. Theo đó, đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu, điều kiện, khả năng hình thành cảng hàng không cũng như các tác động liên quan, huy động tối đa nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư theo hướng PPP, gửi Bộ Giao thông Vận tải xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ sung quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng khi đủ điều kiện. Ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Cư Sút, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa có quyết định cách chức trưởng phòng tư pháp đối với ông Lê Trọng Tấn vì có hành vi trồng cây hoa giấy. Trước đó, huyện ủy Cư Sút nhận được đơn tố cáo ông Lê Trọng Tấn về hành vi bạo lực gia đình và trộm cây hoa giấy của một cơ sở trên địa bàn huyện. Vụ trộm cây hoa giấy được camera an ninh ghi lại và hình ảnh sau đó lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Huyện ủy Cư Sút cũng đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức phó bí thư chi bộ phòng tư pháp huyện Cư Sút đối với ông Tấn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An ngày 7 tháng 7 cho biết đã tìm ra các đối tượng dùng đá ném vỡ kính xe khách vì tranh giành hành khách trên quốc lộ 1A. Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7, do có mâu thuẫn với nhà xe Nguyễn Văn về việc tranh chấp khai thác vận tải hành khách, T sinh năm 1990, trú tại xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cùng một người tên L và một người không xác định tên tuổi địa chỉ, đi trên xe ô tô, đã chặn xe khách của nhà xe Nguyễn Văn để nói chuyện. Khi phát hiện xe khách mang biển số UN1385 đi qua khu vực cầu lồi trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, T gọi điện cho anh Nguyễn Thanh Tùng là quản lý xe khách và yêu cầu dừng xe để nói chuyện thì anh Nguyễn Thanh Tùng không đồng ý và tiếp tục điều khiển xe khách di chuyển theo hướng Nghệ An đi Hà Nội. Sau đó T lái xe đuổi theo đến khu vực cầu vượt Yên Lý thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu thì chặn được xe khách. Sau đó nhóm người đi cùng với T lấy đá để đập và ném lên xe ô tô khách gây vỡ các tấm kính của xe.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An tiến hành triển khai xác minh, truy tìm tang vật và xác định đối tượng liên quan, đồng thời làm thủ tục định giá tài sản để làm căn cứ khởi tố vụ án hình sự, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.